chào tất cả các bạn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn thêm các mô tả có sẵn ở trong Premiere cực đẹp cho video của mình chẳng hạn như cái video các bạn đang xem đây những cái nội dung mình có làm như kiểu mình đang làm like hoặc là mình làm những cái đoạn mô tả của cuối video chẳng hạn hay là những cái bảng tỷ số cho các video các bạn làm về thể thao hay là những cái thay thổ cho video chẳng hạn như các bạn làm cái nội dung của các bạn cần mô tả cho video thì mình sẽ có những cái nó có sẵn ở trong cái Premiere CC 2018 này nó khá đẹp mắt mà các bạn thấy rằng rất nhiều những cái video chuyên nghiệp mà người ta hay sử dụng thì ở những cái bài này các bạn cần thêm những cái nội dung ở trong Premier có sẵn thì nó cũng khá là đẹp rồi còn sau này khi các bạn chuyên nghiệp hơn hoặc là các bạn cần hơn nội dung nó thay đổi hơn thì các bạn có thể thêm những cái nội dung mà mình có thể lấy được bên ngoài mình thêm vào cho cái Premiere um, Premier của mình thì mình sử dụng nó sẽ cực kỳ nó chuyên nghiệp cho video các bạn nhé thì ở bài này thì mình sẽ dẫn các bạn thêm nội dung có sẵn nhé thì các bạn thấy rằng ở đây mình có thêm được rất nhiều thứ như là cái ở trong AE như là nail Parker này rồi sport parker này, rồi video gaming parker này hay là những cái basic lâu thờ. Rồi những cái title này, rồi credit này là những cái mà chẳng hạn như cuối phim mà có những cái kiểu như thế này các bạn thấy này. Đây những cái về nhà sản xuất này rồi những cái diễn viên này là những cái mô tả cho phim đấy. Những người mà đã làm đến cái bộ phim hoặc cái đoạn video của các bạn ấy. Rồi về những cái caption và sắp subtitle này nó có sẵn này. Thì các bạn có thể mở ra và bạn chỉ cần thêm vào cho nó thôi và bạn chỉnh sửa lại nội dung cho mình là mình có thể làm được rất nhiều hiệu ứng đẹp thì cái này nếu mà sau này khi các bạn um, làm chuyên nghiệp hơn các bạn cần thay đổi nhiều thì hoặc là cái video các bạn cần cái độ chuyên nghiệp cao đấy thì lúc đấy các bạn sẽ thay thế bằng cách các bạn có thể tải thêm những cái đấy bên ngoài về để mình có thể thêm cho video của mình nhé còn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái nội dung có sẵn nhé thì để bắt đầu làm thì mình sẽ xóa hết những nội dung này đi các bạn nhé mình sẽ đưa cái video vào luôn thì giống như các bạn làm thôi nếu mà các bạn cần cái video mô tả cho các đoạn đấy ở đâu thì các bạn sẽ đưa nó vào nhé sau đấy các bạn sẽ mở cho mình cái section graphic này ra nhé nếu bạn chưa có bạn sẽ vào cho mình cái bảng window này các bạn tìm cho mình đến cái mục là section graphic này các bạn nhé sau đó bạn mở nó ra còn nếu mà các bạn đang ở những cái bảng làm việc bình thường đấy chẳng hạn như bảng color hay là bảng effect hay là ở những cái bảng bình thường đấy thì các bạn mở vào cho mình cái bảng graphic để dễ làm việc nhé hoặc không thì các bạn có thể mở cho mình ngay cái mục section graphic này cũng được này thì nó sẽ ra cái bảng này đấy thì nó sẽ đến cái bảng này nó sẽ có hai cái mục là gồm row có nghĩa là đến những cái nội dung có sẵn hoặc là mình có thể tải những cái nội dung bên ngoài vào hoặc là mình có thể edit là mình chỉnh sửa cái nội dung đó cho mình. chẳng hạn như cái video của mình ở đoạn đầu video này mình muốn thêm một cái um, mô tả cho video, chẳng hạn như tiêu đề của video là gì đấy, thì mình sẽ chọn vào đây mình có thể thêm nó bằng cái là logo lower text này hoặc là mình có thể thêm cái caption subtitle đấy hoặc là mình thêm những cái basic loader thích đây thì mình cần thì mình sẽ nắm mình kéo trực tiếp vào đây bạn nhé thì ở đây cái bảng này của Premiere nó báo nghĩa là cái full này bạn chưa có đấy thì bạn có thể tải những cái full đấy vào để bạn muốn dùng cái full gốc của nó không thì các bạn có thể tắt đi bạn sử dụng cái full của mình được nó không sao cả các bạn nhé thì đây mình sẽ có một cái thay thổ thế này thì các bạn có thể chọn thẳng vào nó này bằng cái này các bạn nhìn này ở đây mình sẽ có thể chỉnh sửa một cách mình chọn vào text này hoặc mình kích đúp vào đó này sau mình sẽ nhìn sang bạn edit mình có này ở đây bạn có thể chỉnh sửa lại cho chữ này ở đây bạn có thể thay đổi phun chữ rồi kiểu chữ này rồi căn lề nó cho nó này thì những cái này bạn đã được học qua những cái bài về tech của mình hướng dẫn này nhá thì các bạn chỉnh nó quá đơn giản thôi rồi sau đây các bạn có thể chỉnh sửa cho nó chẳng hạn ứng nó chuyển động ở đâu này thì các bạn thấy rằng ở trong này mình sẽ có cái phần của nó để mình chỉnh sửa bằng cách bạn vào effect control này mình sẽ chỉnh sửa cho phần video effect này chẳng hạn như motion position hay là xoay lật cái gì thì bạn chọn nhé bạn kỳ phim này. cái đấy thì mình sẽ không nói lại nhá thì đấy là cái đây là cái basic có nghĩa là cái đơn giản bạn nhá mình sẽ trở lại này mình delete cái này đi nhá. đây là basic là đơn giản đúng không? mình sẽ vào cái phần lâu thờ này. bạn có thể vào trực tiếp vào đây bạn click đúp này, bạn mở nó ra này, đấy. hoặc là bạn có thể vào trong cái mục phần này bạn số xuống này. ở trên này bạn để graphic nhé, Essential graphic nhé. ở phần này bạn sẽ mở ra này, bạn sẽ chọn vào trong cái biểu tượng này là nó sẽ là cái chung nhá. bạn sẽ kéo ra, bạn sẽ chọn vào, chẳng hạn như bạn thích vào cái lâu thờ thì bạn sẽ chọn vào đây nhá, thì nó sẽ ra này. các bạn nhìn thấy những cái biểu tượng có cái hình chữ t và cái biểu tượng vuông màu vàng này có nghĩa là những cái này là cái phone nó bị lỗi các bạn nhé lỗi là vì máy mình không có cái phun này nhưng mà các bạn không sao cả các bạn có thể đưa vào các bạn sử dụng trên cái phun của mình cũng được còn nếu mà các bạn mà muốn cái phun giống như vậy thì các bạn có thể có thể tải cái phun ấy về nhé các bạn nhé ở đây thì mình sẽ có những cái mô tả à, mình có có những cái hình hiển thị sẵn những cái có sẵn của Premiere này mình thấy nó cũng là khá nhiều rồi thì nếu mà các bạn thấy cái nào cần thì các bạn đưa vào ví dụ như mình thấy cái này đẹp thôi mình kéo cái này mình thả vào đây thôi thì nó vẫn tiếp tục nó báo là phun không có thì bạn có thể cập nhật phun hoặc là mình có thể cắt nó đi này mình dùng cái phun của mình cũng được thì mình sẽ chạy này đấy bạn thấy chưa? hiệu ứng nó chuyển động này thì ở đây các bạn có thể chọn vào nó để bạn chỉnh sửa này tách thì các bạn có thể nhìn ở đây mình có tách một này mình có tách hai này đấy đúng không thì mình có thể kích kích sau mình sẽ chỉnh sửa cho cái tách nó một cách mình bôi nó này đấy mình bôi màu đỏ đây là mình sẽ viết lại này ở dưới này mình có thể chọn cho nó một cái phun khác này kiểu chữ này căn kiếc này màu chữ này ở bên này các bạn thấy rằng những cái biểu tượng kia đây các bạn thấy chưa những cái cục của kia đấy bắt đầu chuyển động này bạn kéo một lần mà thấy này đấy nó ra đây và nó là chuyển động từ cái giải một giải hai giải bốn này nếu bạn muốn giữ mặc định thì các bạn chỉ cần chỉnh sửa lại cái text sang cái nội dung của mình nhé còn nếu mà không thì các bạn vào trong này các bạn cần lại bạn chỉnh sửa lại cho nó những cái shape nó chuyển động này rồi những cái text nó chuyển động lại này. thực chất những cái này nó đều là những cái bạn tạo được tự tạo được nhưng mà tạo thì nó sẽ mất thời gian rất nhiều thì mình sử dụng những cái có sẵn này cũng được còn có một số hiệu ứng đẹp mắt hơn thì các bạn sẽ phải tải bên ngoài vào nhé ở đây là mình hướng dẫn các bạn những cái cơ bản trước các bạn cần làm để những cái cơ bản thì sau này mình thêm những cái chuyên nghiệp vào sau cũng được và đối với mình thì chẳng hạn những video đơn giản thì các bạn thêm những cái ở trong sẵn trong premier này nó cũng dễ thôi sau đấy mình có thể chỉnh sửa được ở bên này này đấy mình những cái việc key phim này rồi những cái về chữa sửa tách này thì nó quá đơn giản đúng không mình không cần phải hướng dẫn lại nhá mình sẽ xóa này đi sau bạn lại vào tiếp phần pro này ví dụ như bạn muốn lấy tiếp một cái phần về logo thích thì bạn chọn nhé còn không thì bạn lại chọn ra cho mình cái chẳng hạn như các bạn cần cái thay thì bạn chọn vào này, này ở đây mình có kiểu thay này Nếu bạn thích cái kiểu thay thì bạn kéo sang đây thôi nhá đấy thì mình lại có một cái thay đúng không thì nó vẫn báo phun lỗi thì các bạn cứ tắt đi không sao đâu hoặc bạn cập nhật phun nhá thì cái này nó hiện ra hơi khó chịu không sao cả đấy bạn thấy chưa cái thay kiểu nó nó chuyển động này bạn nhìn này nó chuyển động đầu tiên là cái chữ của mình lên này sau nó lên cái phần mô tả dưới này thì bạn lại vẫn tiếp tục bạn chọn vào nó này để bạn chọn vào trong mục edit này để bạn chỉnh sửa này đấy bạn có thể thay đổi text này rồi bạn thay đổi cái giai thay này cái em mô tả dưới này này thì bạn có thể chỉnh sửa được cả cái đoạn về intro duration và um, outro duration cái nghĩa là để thời điểm nó bắt đầu xuất hiện cái của mình từ đâu và kết thúc là từ bao nhiêu bạn nhé nó tính theo số phim hay số giây các bạn chọn nhé rồi ví dụ bạn chỉnh sửa tiếp thì bạn có thể vào trong này đấy mình vẫn thấy những biểu tượng kỳ phim này và phần uh, cái phần cái tham mình của mình này để tiếp tục nha mình lại xóa cái này đi, mình sẽ thêm một cái khác nếu như bạn lại muốn một cái khác nữa bạn chọn một row bạn nhé sau đấy bạn sẽ chọn vào cái này bạn chọn xuống như mình này cái phần dòng thứ hai bạn số xuống này bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần như thế là, là sport packer chẳng có ai bạn thấy chưa nó có những cái biểu tượng như thế trận đấu này hay là logo của đội tuyển này, hay là những cái biểu tượng này nó đẹp khá đẹp là mình thấy này đấy bạn thấy chưa để bạn thấy chưa ví dụ như cái này bạn hay sử dụng trong cái bản tin thể thao đấy nhưng đây là huấn luyện viên hay là đội bóng nào đấy bạn đưa vào đây nó cũng cũng là một cách để mình mình thêm những cái phần cái nội dung của mình nó thêm nó đẹp hơn hoặc là bạn có thể chọn vào cái khác ví dụ như mình có thể có một cái này này cái này thì nó là chung chung hơn này cho đối tượng này đây các bạn sẽ thấy rằng ở đây mình có cái kiểu support tem này rồi những cái, cái kiểu là làm một cái chuyển động cho cái mô tả cho cái đoạn về thể thao là chẳng hạn như đội bóng nào với đội bóng nào chẳng hạn hoặc là cái bản tin của các bạn thì bạn chọn nội dung nó phù hợp nhé đấy tiếp theo là bạn có thể vào tiếp này ở đây nó có có rất nhiều thứ nữa thì các bạn cứ thể vào trong cái dòng này này bạn chọn cho mình chọn như thay thồ này thay thôi nó có rất nhiều kiểu thay thầu nhé ở đây nó có caption và sắp thay này có nghĩa là những cái mô tả chính của video đấy hoặc là những cái cái sắp những cái đoạn sắp mà người ta tạo sẵn này đấy mình chỉ chỉnh sửa lại theo cái thời gian cố định đấy nhưng mà cái vấn đề về sắp thì các bạn nên làm cái video tự tạo sắp thay thồ đấy giống như mình đã hướng dẫn ở đây mình có thể rất nhiều như số cổ media này bạn có thể thêm cái nút subscribe này đấy cái biểu tượng subscribe nó tạo ra ví dụ như mình lại cũng này đấy nó tỏa ra sao nó có nút subscribe này ví dụ như vậy thì như kiểu đăng ký kênh đấy hay là share hay là like chẳng hạn thì ở đây nó có những cái cơ bản cho các bạn sử dụng hoặc thêm nữa là cái credit này nghĩa là những cái về có thể ở hai cuối ở cuối video mà người ta mô tả về những cái nơi sản xuất hay là nội dung của video của những người tham gia trong video hay là các thứ các bạn thấy chưa đấy nó có như là company này là nhà sản xuất này rồi rồi, rồi những người quay phim này đạo diễn hay là diễn viên chính hay là um, về giám đốc âm nhạc các thứ đấy nói chung là những cái liên quan đến bộ phim mà các bạn cần làm chẳng hạn như các bạn làm phim ngắn hay là một cái đoạn quảng cáo các bạn hay có những cái đoạn uh, credit ở cuối cùng đấy còn không thì mình sẽ tạo những cái những cái hiệu tạo hiệu ứng có sẵn nó tự chạy thì các bạn có thể tạo được giống như cái bài mình hướng dẫn tạo hiệu ứng um, chữ chạy từ dưới màn hình lên đấy hoặc là mình có thể tạo cái hiệu ứng chữ chạy trái sang phải đấy thì mình có thể tự tạo được nhưng mà mình những cái bản có sẵn trong này mình thấy sử dụng nó cũng khá là hay nếu các bạn mà chỉnh sửa lại cho nó ra cái nội dung của mình thì nó khá là tuyệt vời thì ở cái phần đầu tiên cơ bản này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để bạn sử dụng những cái nội dung nó có sẵn ở trong Premiere còn cấp ở qua bài sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái hiệu ứng chuyển động đẹp mà rất nhiều người hay sử dụng rồi và cách để các bạn thêm được cái hiệu ứng ở bên ngoài vào mà làm những video của mình nó chuyên nghiệp và đẹp hơn nhé